Trong trường hợp này, Krejci đang di chuyển dọc theo hướng của Verret. Lúc này dùng combo 3-2-1, đoạt mệnh xích tiếp cận mục tiêu mất 0,5 giây, bỏ qua lực cản của không khí, trọng lực, hiện tại không còn lực cản nào khác, nên chắc chắn giữ chân được Krejci bằng xiềng xích. Nani? Có Then và AD ở đây, sẽ gặp khó khăn khi hạ Krejci. Khi có nội tại, hãy di chuyển theo hướng mục tiêu để đuổi theo, đồng thời vòng tròn huyết xích phải trúng tướng địch. Cố gắng vuốt chiêu song xích chuẩn xác để tích điểm nội tại nhanh nhất. Có huyết xích giúp Verret bỏ qua những lực cản làm chậm chuyển động từ Krejci, Then, Ahnen dễ dàng. Hôm nay đến đây thôi, hãy đăng ký kênh, comment giúp mình nhé. Goodbye.